Dương Long Thuyền này, Thừa Sơn này, Huyền Trung này. Trong Gia Châm, trong Gia Châm đây có ba huyệt, đây có những huyệt điểm đau của bệnh nhân. Nhà lấy được Côn Lôn trước. Thì không để bảo quay, không đưa ra thủ pháp nữa thì dương nó dáng này. Để thúc thái dương bằng quang đấy, nó dáng từ trên đầu mặt xuống đến chân thì ta châm ngược lại. Người ta sẽ chọn một cái huyệt tương ứng của cái A thị, chúng ta nhìn sơ bộ đây. Nếu ta châm vào điểm này thì rất đau. Kỹ thuật này thật là tốt. Điểm bám đây thì dễ hơn. Có một số bạn này thấy tôi làm thì nó bác thì bảo là không nên châm thế. Quan trọng là bạn đưa cho thủ pháp sao người ta khỏi bệnh là được, nhưng các ông nói hay mà không khỏi thì nó là thất bại rồi. Chúng ta sẽ chọn phương pháp sau, ta nhấc lên vào huyệt này. Đấy, phương pháp này tôi phục vụ cho cái nhóm thuốc nam châm cứu. Để hy vọng là một cái phần rất nhỏ này góp ích cho cộng đồng, các bạn bè y học cổ truyền cho nó tốt hơn. Có đau lắm không em? Đấy, chúng ta nhìn thấy là bệnh nhân nó không đau. Như thế là thành công nhỉ. Rồi ok, chúng ta sẽ mắc máy lại cho bệnh nhân này.